Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua để nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: Chào Toàn, mình đã xem rất nhiều clip của Toàn, rất hay và giỏi, cảm ơn bạn. Mình thì có quen một người rất là xa, mới khoảng hơn 2 tháng, hàng ngày thường xuyên nhắn tin qua lại. Và một hôm người đó gửi cho mình một tấm ảnh và hỏi là mình có thể gửi cho anh ấy không. Mình gửi mấy tấm hình và anh ấy hỏi ảnh đó là ảnh của năm nào, và mình nói là của năm 2018. Đó là lần thế. Rồi 2 ngày sau anh ấy chỉ xem tin nhắn mà không trả lời. Vậy mình cũng không gửi tin nhắn nữa. Sau 1 tuần mình thấy anh ấy trên mạng, mình gửi tin nhắn, anh ấy trả lời và nói chuyện quá bình thường. Và hôm đó mình lại gửi tiếp 2-3 ảnh nữa, nói chuyện qua lại bình thường. Tới 2-3 ngày sau rồi không trả lời nữa. Sau đó mình không ghi tin nhắn nữa mà chỉ gửi những video của những bữa cơm mình nấu. 2 ngày sau anh ấy xem. Vậy mình ghi tiếp một tin nhắn khác và một video khác. Tới nay cũng đã 1 tuần rồi mà anh ấy cũng chưa xem. Mà hôm nào mở mạng cũng thấy anh là người đầu tiên lên mạng mà không xem tin. Vậy theo Toàn, bây giờ mình phải làm thế nào bây giờ? Vẫn tiếp tục chờ đợi. Vậy sao? Vì mình cũng muốn biết rằng nếu không hợp hay không thích thì nói ra một câu. Có gì mà phải im lặng? Nếu không thích thì sao vẫn còn vào mạng? Hơn nữa bọn mình không còn trẻ nữa rồi. Xin lỗi Toàn, hãy tư vấn giúp mình nên có sự ứng xử như thế nào nhé. Cảm ơn Toàn nhiều. Chúc Toàn và gia đình hạnh phúc. Bạn thân mến, bây giờ bạn không biết phải làm như thế nào, đúng không? Nên chờ đợi hay không? Câu trả lời là không nên chờ đợi. Anh này không hề thích bạn. Bạn không phải là gu của anh ý. Tại sao có thể bắt đầu nói chuyện, anh ý chưa nhìn thấy bạn, hình ảnh của bạn thì có thể là anh ý có cái cảm tình nhất định. Thế nhưng sau khi nhìn thấy ảnh của bạn thì có thể anh ý thấy rằng đây không phải là gu của mình. Và thế là anh ý kết thúc. Bạn có nói rằng tại sao không thích mà không nói ra một câu, đúng không? Thực ra giữa các bạn nó đã là gì đâu, có phải là người yêu của nhau đâu, thậm chí gặp còn chưa gặp nhau. Thì có lý do gì để mà người ta nói thẳng ra là tôi không thích bạn hay là tôi không yêu bạn, đúng không? Người ta không thể nói như thế được, nói như thế vô duyên quá, đúng không nào? Và người ta có những ứng xử như thế, mình phải biết rằng người ta không có thích mình. Người ta thích mình thì người ta đã khác rồi. Và bạn có nói rằng đã không thích thì tại sao lại cứ lên mạng? Ôi trời ơi, người ta lên mạng là việc của người ta mà. Người ta lên mạng, người ta nói chuyện với rất nhiều người, có phải là một mình đâu, đúng không? Cho nên mình phải hiểu như thế. Thực ra ấy, mình cũng mong bạn đừng có buồn. Bởi vì có thể là người ta thấy mình không phải là gu của người ta, nhưng mà mình có thể là gu của một người đàn ông tuyệt vời hơn thế, tốt hơn thế. Chứ không phải là mình không phải gu của người ta thì tức là mình không có giá trị hay là mình không cuốn hút, đúng không nào? Mình cuốn hút theo cách của riêng mình có giá trị theo cách của riêng mình. Và mình sẽ có một người đàn ông của riêng mình, người ta trân trọng mình, người ta nhìn ra giá trị của mình và người ta muốn làm cho mình hạnh phúc. Đó, cho nên là đôi khi trong cuộc đời bạn sẽ gặp phải những người đàn ông mà không phù hợp với mình, thì nó là những cái chuyện rất bình thường thôi. Đôi khi còn gặp những người đàn ông mà người ta nhìn thấy mình, người ta không nhìn ra cái giá trị đấy, thậm chí người ta còn hạ thấp mình nữa cơ. Thì trong cuộc sống này có rất nhiều tình huống như thế. Cho nên mình mong là bạn hãy tỉnh táo để nhìn nhận cái sự việc này. Bây giờ đầu tiên là đừng chờ đợi gì cả nhá, bởi vì người ta có thích mình đâu. Càng không nói chuyện, người ta yêu mình. Mối quan hệ giữa các bạn cũng chỉ là nói chuyện qua lại ở trên mạng thôi. Chưa có gì gọi là nghiêm túc, chưa có gì gọi là một mối quan hệ yêu đương cả. Và người ta cũng không có lý do để người ta nói là người ta thích bạn hay là không thích bạn. Và người đàn ông này người ta lịch sự, người ta không dám nói thẳng ra. À, người ta không thể nói là ôi nhìn ảnh của em, anh thấy em không phải là gu của anh à. Người ta không thể nói như thế được. Quá tàn nhẫn, chẳng lẽ bạn muốn nhận lại những cái tin nhắn như thế hay sao? Không, người ta ứng xử như thế, phản ứng như thế là mình hiểu là suy nghĩ người ta như thế nào rồi. Người ta không thích mình phải hiểu như vậy. Nhưng mà bạn cũng đừng vì như thế mà mình tự ti về bản thân mình. Là con gái có giá trị, hãy luôn tự tin về những giá trị mình trao đến cho cuộc sống này. Bạn có giá trị bởi bạn đến với cuộc sống này để trao đi những giá trị. Bạn đến với tình yêu là để trao đi cho một người đàn ông một cái tình yêu nó chân thành. Bạn đến bên cuộc đời của họ để hỗ trợ họ, giúp đỡ họ có được cái hạnh phúc. Mà nếu không có bạn, họ sẽ không có được điều đấy. Cho nên cái điều quan trọng là mình phải gặp đúng người, đúng thời điểm, đúng một người mà người ta trân trọng những giá trị của mình, người ta nhìn ra vẻ đẹp của mình. Có thể có những người khác nhìn thấy bạn không đẹp, nhưng người định mệnh của bạn, người ta sẽ nhìn thấy bạn đẹp. Đẹp theo cách của riêng bạn, người ta trân trọng những cái điều bạn làm, trân trọng những cá tính và bản chất tốt đẹp của bạn. Đấy, không phải là người đàn ông nào cũng làm được điều đấy. Cho nên mình chỉ có cách là mình chờ đợi và mình đón nhận một người đàn ông trong tương lai sẽ cho mình được hạnh phúc thôi. Còn người đàn ông này thì không phải người đấy. Nhớ, đừng hy vọng vào anh này nữa, cũng đừng nhắn tin cho anh ấy nữa, cũng đừng hỏi nhiều nữa.
kẻo mà mình sẽ trở thành một cái nỗi phiền phức cho người ta. Thì không, mình không hạ thấp bản thân mình như thế nhá. Đồng thời sau khi xem video này thì cũng hy vọng rằng những bạn gái khác trong quá trình mà nói chuyện với một ai đó, làm quen với một ai đó mà người ta có những biểu hiện như thế này, mình phải biết ngay là người ta không có thích mình. Chứ không cần phải hỏi xem là tại sao không thích mà không nói, đúng không? Người ta không có lý do gì để nói ra không thích bạn cả, cũng chẳng có cái quyền gì để nói ra là không thích bạn cả, cũng không thể nào mà vô duyên và mất lịch sự như thế để nói ra không thích bạn cả, đúng không? Nhưng mà mình phải hiểu ý, là một người con gái tinh tế mình phải hiểu ý, mình không phải là gu của người ta. Vậy thì thôi, mình chỉ tiếc là tiếc cái gì? Tiếc một người đàn ông mà khó khăn được tìm được trong cuộc đời này, người ta có thể nhìn ra giá trị của mình, người ta yêu mình, người ta thương mình. Có thể người khác nhìn thấy mình không đẹp đấy, nhưng anh có thể nhìn thấy rằng à mình đẹp. Anh vẫn nói rằng em là đẹp nhất trong mắt anh, chẳng ai sánh được với em cả. Đấy, một người mà sau khi yêu bạn, người ta có thể nói ra được câu đấy, thì đấy mới là người mà bạn nên trân trọng trong cuộc đời này. Còn bây giờ bạn với anh này chỉ là đang tìm hiểu nhau thôi, tình cảm chưa phải là sâu đậm cái gì cả. Cho nên đừng có quá áp đặt và quá tạo cho mình cái áp lực à mình đến tuổi rồi, mình không còn ít tuổi nữa. Không có nghĩa rằng bạn ít tuổi thì người ta phải yêu bạn ngay à? Nên không thể nói như thế được. Cho nên trong tình yêu là mình phải tinh tế ở cái điểm đấy, mình phải tự trọng nữa. Chứ không phải là các bạn nghĩ rằng mình cũng lớn tuổi rồi, anh ấy cũng lớn tuổi rồi, thôi mình quen nhau thì phải yêu nhau ngay. Không, làm gì có chuyện như thế. Người ta nói chuyện với bạn không có nghĩa là người ta yêu bạn, đúng không? Ban đầu có thể người ta nói chuyện với bạn nhiều hơn. Đôi khi ấy, có những người đàn ông mà người ta đang chán, người ta đang buồn, người ta lên mạng thì người ta tìm một ai đó để chia sẻ, để nói chuyện thôi. Thì có những cô gái ngộ nhận là cứ nghĩ đấy là yêu. Xong rồi sau đó có thể người ta nói chuyện, người ta không cảm thấy thích nữa, thì người ta dừng lại thôi. Mình phải hiểu điều đấy. Chứ không phải là người ta nói chuyện với mình, người ta phải yêu mình, hay người ta nói chuyện với mình rồi người ta phải thích mình, người ta nói chuyện với mình rồi người ta phải lấy mình. Không phải như thế. Cho nên mình hy vọng rằng sau cái tư vấn của mình thì bạn cũng sẽ tự tin về bản thân mình hơn, biết được rằng mình đây người đàn ông này không phù hợp với mình, mình cần tìm một người khác phù hợp hơn, nhận ra giá trị của mình hơn. Người ta lên mạng, người ta tin nhắn của mình người ta cũng không xem nữa, thì chứng tỏ người ta không hứng thú với mình thôi. Vì nói thật là nếu như mình là một cái gì đó trong cuộc đời của người ta thì không có cái chuyện là người ta không xem tin nhắn của mình. Hoặc là ví dụ như các bạn có những buổi yêu nhau rồi mà cãi nhau, hoặc là có những cái mâu thuẫn nào đấy cơ, thì bảo người ta im lặng, xong người ta giận mình, người ta không xem tin nhắn của mình. Còn đây thì mọi thứ nó rất bình thường, đơn giản chỉ là sau một cái buổi mà đã xem hình ảnh của bạn, có thể anh ấy thấy là không hợp, có thể anh ấy thấy rằng là đây không phải là người con mẫu con gái mà anh ấy thích nhá. Thì mình hiểu là như thế, mình không phải là gu của anh ấy, thì anh ấy cũng chẳng phải là gu của mình. Bởi vì gu của mình là một người đàn ông phải nhìn ra giá trị của mình, phải có tình cảm với mình, muốn làm cho mình hạnh phúc, thì đấy mới là cái gu của mình, đúng không bạn? Cho nên đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình để rồi bây giờ cứ nhắn tin tiếp cho anh này, xong rồi mình rất là kém cuốn hút nhá. Mình là con gái có giá trị, mình bước đi trên con đường của mình và dành cái niềm vinh dự được ở trong cuộc sống của mình cho một người đàn ông thực sự xứng đáng. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.